5 người Việt Nam nằm trong số những nạn nhân thiệt mạng trong vụ rò rỉ khí độc ở cảng Aqaba ở Biển Đỏ của Jordan trong tuần này, cùng với 7 người khác bị thương, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 29 tháng 6. Có ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương khi một bình chứa clo rơi xuống bến tàu ở cảng Aqaba hôm 27 tháng 6, làm khí độc thoát ra, theo tường thuật của AFP. Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi hôm 29 tháng 6 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, khẳng định các cơ quan chức năng Jordan sẽ hết sức phối hợp, hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề hậu sự cho các công dân Việt Nam tử vong trong vụ nổ, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói. Ngoại trưởng Safadi cho biết thêm rằng có 7 công dân Việt Nam khác bị thương trong vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện. Trước đó, hôm 28 tháng 6, công tố viên hàng đầu của Jordan đã mở một cuộc điều tra về vụ tai nạn gây ra do một dây cáp mắc vào một cần cầu đang tải một thùng khí hóa lỏng lên tàu chở hàng Forest 6 có xuất xứ từ Hồng Kông. Phía Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng Jordan hướng dẫn xử lý các thủ tục hậu sự đối với các nạn nhân bị tử vong và hỗ trợ Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út kiêm nhiệm Jordan trong công tác bảo hộ giúp đỡ các công dân gặp nạn.